Xin được gửi lời chào đến các khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta sẽ cùng nhau tới với bầu không khí ở tại sân vận động Bình Phước để dõi theo những diễn biến của giải bóng hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023-2024. Cuộc đối đầu mà chúng ta chuẩn bị được theo dõi sẽ là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 18 giữa câu lạc bộ chủ nhà Trường Tư Bình Phước và đội khách Đồng Nai. Chúng ta sẽ cùng tới với đội hình xuất phát được huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức sử dụng trong trận đấu này. Đứng trong khung thành vẫn là thủ môn Bùi Tấn Trường, người đã trực tiếp đem về quả đá phạt đền ở trận đấu trước và giúp cho Trường Tư Bình Phước có được kết quả hòa 2-2. Hữu Khôi là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công, hỗ trợ cho anh là Đức Duy, Văn Vinh và Điều Quy. Tự Nhân và Văn Hòa là hai cầu thủ đá thấp nơi hàng tiền vệ. Bộ tứ vệ là Châu Phi, Mạnh Hưng, Thái Bảo và Văn Trung. Ngày hôm nay thì điều khiển trận đấu sẽ là trọng tài Nguyễn Văn Phúc cùng với những vị trợ lý của mình. Trọng tài thứ nhất là ông Huỳnh Thanh Sơn, trọng tài thứ hai là ông Lê Tấn Hải và trọng tài thứ tư là ông Trần Mạnh Hùng. Đây sẽ là đội hình xuất phát được huấn luyện viên Bùi Hữu Thái Sơn sử dụng dành cho câu lạc bộ Đồng Nai. Thái Hiếu là thủ môn của đội bóng. Bộ 4 cầu thủ phòng ngự là Thế Thuận, Văn Soạn, Ngọc Thịnh và Công Tiến. 4 cầu thủ được thi đấu hàng tiền vệ trong sơ đồ 442 là Kim Nhật, Văn An, Minh Quyền và Ngọc Vũ. Quốc Khánh và Văn Sơn là cặp đôi tiền đạo của huấn luyện viên Bùi Hữu Thái Sơn. Như vậy là tiếng còi để bắt đầu trận đấu giữa Trường Tư Bình Phước và Đồng Nai đã chính thức vang lên. Đội chủ nhà Trường Tư Bình Phước sẽ thi đấu với bộ trang phục màu trắng quen thuộc. Họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh của quý vị. Đường chuyền dành cho Châu Phi. Điều Quy. Quả treo bóng. Vẫn đang là cao thủ Trường Tư Bình Phước. Đội chủ nhà đang chơi hứng khởi. Họ đã thực sự có được những cơ hội dành cho riêng mình. Hữu Khôi là người đã xuất hiện trong cả hai tình huống tấn công đã qua trong 3 phút đầu tiên của trận đấu này. Lại là một cơ hội nữa. Thoát xuống. Văn Sơn không vào. Trận đấu đang diễn ra thực sự hứng khởi. Quả đá này của Văn Sơn hơi tiếc một chút là nó không tạo được một lực siết hướng vào khung thành. Lại tiếp tục là thời cơ dành cho câu lạc bộ Đồng Nai. Làm gì? Khá bình tĩnh. Đường chuyền vào. Chưa thể dứt điểm. Cú đá sau đó là hơi chậm. Và nó tạo ra thời cơ để Thái Bảo có thể can thiệp. Người đã thoát xuống có vẻ như là Kim Nhật. Kim Nhật cũng đã có một nhịp chạm đầy tinh tế để loại bỏ Văn Trung. Tự Nhân. Quả tạt của Điều Quý. Cú sút tiếp theo vẫn không vào. Và dứt điểm ở một cự ly rất gần. Và cú đá sau đó tới từ Tự Nhân. Điều Quy đã đưa vào một đường bóng thực sự phù hợp. Người đã dứt điểm có lẽ là Hữu Khôi. Cú sút khá mạnh. Bóng đi cao của Minh Quyền. Bóng đã được phá ra. Điều Quy phản công. 2-3. Rất hay. Điều Quy làm gì? Không vào. Mọi thứ đều chuẩn mực. Và thậm chí là ngay cả cú đá của Điều Quy ở góc máy toàn chúng ta cũng đã có cảm giác rằng bóng sẽ lăn vào lưới. Có dứt điểm bóng đi lì nhưng lại thiếu đi một chút, chỉ một chút sự chính xác thôi. Đường chuyền của Điều Quy. Ngọc Mỹ và Điều Quy đang đứng khá gần nhau. Đánh đầu. Ngay lập tức khi được điều chuyển về đá vị trí tiền đạo cắm, Văn Vinh đã cho thấy khả năng không chiến của mình. Một tình huống chọn vị trí tốt đến từ cầu thủ màu số 88. không có lỗi việt vị. Thứ Nhân, Điều Quy, chân trái. Rất đáng tiếc dành cho Trường Tư Bình Phước. Ngày hôm nay cái duyên ghi bàn vẫn chưa thắm lên với Điều Quy. Cầu thủ đang chơi rất nỗ lực tính đến lúc này. Thứ Nhân đã có một nhịp xâm nhập xuống đáy bên trái. Điều Quy đã lựa chọn đưa bóng sang chân trái và dứt điểm tương đối hiểm hóc. Tự Nhân, cú sút gảy, bóng vào chính diện khung thành. Một chi tiết nữa mà chúng ta cũng cần phải nhắc tới là màn thể hiện của thủ môn Thái Hiếu cho đến lúc này là rất tốt. Thái Hiếu đã liên tiếp ngăn cản những thời cơ của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước có được ở những phút đã qua. Như thường lệ thì mỗi năm đến ngày 19 tháng 5 thì dân tộc Việt Nam của chúng ta đã có rất nhiều những hoạt động để có thể tưởng nhớ, chào mừng Bác. Và như vậy là đã có bàn thắng một cách đầy bất ngờ dành cho câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước. Chúng ta đã thấy hình ảnh này thực sự rất cảm xúc khi mà các cổ động viên của Trường Tư Bình Phước họ dơ ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh lên, thì cũng là thời điểm ngay tức khắc đội bóng của họ có được bàn thắng. Đánh đầu, tiếp tục là một cơ hội nữa, không vào. Thật tuyệt vời với màn thể hiện của Thái Hiếu ở trong trận đấu tính đến lúc này. Trận đấu đang có nhiều hơn những diễn biến kịch tính. Chúng ta một lần nữa sẽ lại được xem lại cơ hội này. Một tình huống cố định tiếp theo. Trường Tư Bình Phước đã xử lý những tình huống cố định của mình cực kỳ ấn tượng, nhưng ngay cả khi chiến thắng, 10 cầu thủ của câu lạc bộ Đồng Nai thì vẫn còn đó trong khung thành là thủ môn Thái Hiếu. Cơ hội là đây, cú dứt điểm. Quả đá quá cao tới từ số 17 Ngọc Mỹ. Quả sút phạt, bóng cũng qua hàng rào. Vẫn đang là cầu cao thủ áo trắng. Không được. Những cơ hội vẫn đang đến với Trường Tư Bình Phước tính đến lúc này. Vị trí đang được hưởng lợi nhiều nhất là hành lang cánh trái, nơi có sự có mặt của Ngọc Mỹ. Văn Trung đánh đầu 2-0. Văn Tám là người đã ghi điểm. Một sự thay đổi người chất lượng tới từ huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Và ngày hôm nay đội bóng của ông đã ghi 2 bàn thắng bằng món vũ khí vốn là sở trường của anh Đức thời còn là cầu thủ. Bài đánh đầu luôn là điểm mạnh của Trường Tư Bình Phước. Đồng Nai sẽ thay 2 người. Bá Dương và Hải Dương là những cầu thủ đã sẵn sàng để vào sân. Tuy nhiên trước đó thì câu lạc bộ Đồng Nai đã thủng lưới. Trận đấu quá hấp dẫn dành cho các cổ động viên của Trường Tư Bình Phước, nhưng nó lại là một ngày tồi tệ với đội bóng Đồng Nai khi họ phải đối mặt với một hàng công đang rất thăng hoa. Quá nhanh, quá nguy hiểm, đó là cách, là phương thức mà Văn Tám đã xử lý ở trong pha bóng này. Cú đá ở tầm cao hướng vào góc chữ A, đơn giản là thủ thành Thái Hiếu không thể cản phá, dù đã cố gắng để bay người hết cỡ khi mà trước đó Thái Hiếu đã đứng có phần hơi lệch. Phản công dành cho Trường Tư Bình Phước. Ngọc Mỹ, tốc độ là rất tốt, nhưng lần này thì Ngọc Mỹ đã không thể vượt qua được Thái Hiếu. Có lỗi với thủ môn Thái Hiếu, có vẻ như là lỗi của Văn Tám. Tấm thẻ phạt được rút ra, nhưng là màu gì? và tới với thành tích của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước. Như vậy là Văn Tám đã phải nhận 2 thẻ vàng. Trước đó thì anh đã phải nhận một chiếc thẻ phạt. Và như vậy là tiếng còi để khép lại trận đấu đã chính thức vang lên. Trường Tư Bình Phước có được thắng lợi 3-0 trước câu lạc bộ Đồng Nai. Người hùng của họ là Văn Tám, có 2 bàn thắng. Tuy nhiên, trước khi trận đấu kết thúc thì Văn Tám cũng đã bị truất quyền thi đấu. Người đã mở tỷ số trong trận đấu này dành cho câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước là Văn Vinh. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý các bạn trong cuộc đối đầu giữa Trường Tư Bình Phước và câu lạc bộ Đồng Nai. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau trong những diễn biến khác trên hệ thống FPT Play. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.